Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2401, ông làm cung chủ kiểu gì vậy? Lương Mộc, cơ duyên của cậu không nhỏ. Sau này cậu chính là đệ tử chân truyền. Ông lão Đan Thanh cười ha ha nhìn đệ tử Độc Cô Cung kia. Ông ta cũng phát hiện sự thay đổi của đệ tử này, trực tiếp thăng cấp đối phương thành đệ tử chân truyền. Đệ tử Độc Cô Cung tên Lương Mộc kia được yêu thương mà lo sợ, cậu ta vội vã quỳ xuống, đa tạ cung chủ. Ông lão Đan Thanh khoát tay áo một cái, cậu không cần cảm ơn tôi, cậu nên cảm tạ vị y sư họ Dược này. Lương Mộc nhất thời hiểu ra, cậu ta vội vàng nói tiếng cảm ơn với Đường Tuấn. Ông lão Đan Thanh liếc nhìn mọi người cười nói, sát hạch trưởng lão sảnh trong lần này, y sư Dược Đường đứng đầu, các cậu không có ý kiến chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cung chủ, tôi có ý kiến. Nguyên Bằng đứng lên nói, đầu tiên Dược Đường cũng không phải người của Độc Cô Cung, nhưng anh ta đã tự ý tu luyện đồ ngư long, điều này trái với quy củ của Độc Cô Cung. Thứ hai, thức thứ ba đồ ngư long này trưởng lão sảnh trong gần như đều đã tu luyện rồi, mọi người đều hiểu rõ không thể có hiệu quả như vậy, tôi hoài nghi cậu ta còn học trộm bí thuật khác của Độc Cô Cung. Nụ cười của ông lão Đan Thanh cứng ngắt, ông ta nói, vậy đại trưởng lão cảm thấy nên làm thế nào? Nguyên Bằng nói, rất đơn giản. Lần này sát hạch sảnh trong quyết định Nguyên Vĩnh Phát đứng đầu, hơn nữa bắt Dược Đường khai mở linh hồn để chúng ta kiểm tra, nhất định phải biết cậu ta học trộm bao nhiêu bí thuật của Độc Cô Cung. Nếu như thái độ của cậu ta không tệ, chỉ cần cậu ta lập lời thề, không truyền bí thuật ra ngoài thì có lẽ sẽ không thi hành sự trừng phạt với cậu ta. Nguyên Bằng nói xong, sảnh trong lần nữa trở nên yên tĩnh. Gần như tất cả trưởng lão đều hiểu suy nghĩ của Nguyên Bằng. Nguyên Bằng đây là nhìn thấy công pháp và bí quyết tu hành của Dược Đường. Ông ta khẳng định cảm thấy thủ pháp chữa lành cho Lương Mộc không thể là thức thứ ba của đồ ngư long đơn thuần mà có nguyên nhân khác. Cho nên ông ta muốn mở rộng linh hồn Dược Đường để bọn họ kiểm tra. Đến lúc kiểm tra được cũng không chỉ là công pháp của Độc Cô Cung, còn có tất cả ký ức và sở học của Đường Tuấn. Giờ phút này ngay cả các trưởng lão khác cũng động lòng. Phải biết trong tinh vực Chu Tước không biết bao nhiêu cường giả cảnh giới động hư muốn đi sâu vào trong táng hồn cốc, nhưng bọn họ đều sợ hãi loại sức mạnh thần bí kia có thể tổn thương linh hồn, cho nên nếu như có người có thể nắm giữ phương pháp chữa lành hoàn toàn vết thương linh hồn kia, tương đương nắm giữ một hạng kỹ thuật cực kỳ được ưa chuộng, hơn nữa còn là độc nhất. Tin tức này nếu như truyền đi, không biết bao nhiêu cường giả cảnh giới động hư sẽ động lòng mà tìm tới cửa. Nguyên Vĩnh Phát cười một tiếng nói, không sai, để chúng tôi kiểm tra linh hồn. Nếu như thái độ không tệ, có lẽ có thể tha cho anh một mạng. Thưa thầy, chúng ta không thể như vậy. Gương mặt Mộ Thanh trắng bệch. Ông lão Đan Thanh im lặng chốc lát, không thể không nói ông ta cũng động lòng. Tuy rằng ông ta cũng có thể chữa lành vết thương linh hồn táng hồn cốc tạo thành, nhưng cái giá đánh đổi rất lớn, tuyệt đối không thể nhẹ nhõm tùy ý như Đường Tuấn đây. Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Mộ Thanh, trong lòng ông lão Đan Thanh thở dài nói. Dược Đường học trộm đồ ngư long của Độc Cô Cung ta quả thật nên trừng phạt, chẳng qua kiểm tra linh hồn thì không cần. Như vậy đi, Dược Đường cậu có thể giảng giải quá trình chữa trị vết thương linh hồn vừa nãy một lần không, thuận tiện cũng chữa trị vết thương cho những đệ tử khác. Đường Tuấn vốn dĩ nghe được lời Nguyên Bằng nói, trái tim anh khẽ sốt ruột. Chẳng qua anh ngược lại cũng không phải sợ lắm, trước khi đến Độc Cô Cung, Ly Thanh Trần đã cho anh vài món bảo vật, anh vẫn có thể tự vệ. Chẳng qua nghe lời của ông lão Đan Thanh, Đường Tuấn nhất thời đã bỏ được gánh nặng trong lòng. Chương 2402, anh không muốn nghe thì có thể đi. Rất nhiều trưởng lão nghe vậy đều đột nhiên giật mình một cái. Lúc này bọn họ mới nghĩ tới Đường Tuấn cũng không phải không có bối cảnh, người có thể tùy tiện nhào nặn Độc Cô Cung. Cậu 13 Ly Thanh Trần đứng sau lưng anh này tương lai không xa chính là thần đế bệ hạ. Có lẽ Ly Thanh Trần không làm gì được nhà họ Nguyên. Nhưng đối phó với thế gia khác quả thực không thể dễ dàng hơn. Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt rất nhiều trưởng lão nhìn Nguyên Bằng nhất thời thay đổi. Trong lòng Nguyên Bằng căng thẳng, tuy nhà họ Nguyên thế lớn nhưng cũng không dám cùng Độc Cô Cung xem tất cả người thế gian là địch. Lúc này ông lão Đan Thanh mới nhìn về phía Đường Tuấn nói, Dược Đường, cậu cảm thấy thế nào? Đường Tuấn gật đầu nói, đa tạ cung chủ. Anh nói xong lập tức đi tới trước người bệnh nhân. Bệnh nhân này lúc trước đã chữa lành một phần vết thương, đệ tử Độc Cô Cung kia có thành tích như vậy cũng xem như là tốt rồi. Nhưng Đường Tuấn vừa đi qua, vẻ mặt cậu ta cảm thấy có hơi lúng túng, lập tức muốn rời khỏi. Cổ Trầm, cậu đứng lại cho lão phu.
Y thuật không bằng người ta không sao, nhưng nhất định phải biết khiêm tốn thỉnh giáo, noi gương theo cường giả, học tập cậu ta, sau đó vượt qua cậu ta. Có trưởng lão sảnh trong đột nhiên la lên. Đệ tử Độc Cô Cung vốn dĩ muốn rời khỏi ngẩn ra nói, lão tổ. Trưởng lão sảnh trong kia nói tiếp, có lẽ quan sát thủ pháp của cậu ta ở khoảng cách gần là cơ duyên của cậu, nhìn kỹ, cố gắng học nhiều một chút, cậu sẽ được lợi cả đời. Đệ tử Độc Cô Cung cổ trầm kia gật gù một cách như hiểu mà không hiểu, từ bỏ ý nghĩ rời khỏi. Bàn tay của Đường Tuấn bao phủ đầu đệ tử Độc Cô Cung ở trước mặt, linh hồn của đối phương từ trong nguyên anh thoát ly ra ngoài, lần này anh không vội vàng trị liệu nữa, mà chỉ vào dòng khí màu xám trong linh hồn, chậm rãi nói táng hồn cốc tạo thành thương thế linh hồn, chủ yếu là bởi vì cỗ khí lưu màu xám này. Chỉ cần loại bỏ khí lưu màu xám này, thì thương thế của linh hồn sẽ không cần chữa cũng sẽ tự khỏi. Ngoặc kép. Làm vậy không phải là vô nghĩa sao, ở đây có ai không biết cái này chứ? Nguyên Vĩnh Phát sặc giọng nói. Đường Tuấn nhìn anh ta một cái, nói anh không muốn nghe thì có thể đi. Nguyên Vĩnh Phát hơi tức giận, nhưng cũng không có thật sự rời đi. Anh ta cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết thứ Đường Tuấn nói có ý nghĩa gì. Anh ta chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu mà thôi. Mấy trưởng lão sảnh trong giận dữ nhìn Nguyên Vĩnh Phát. Nói, thằng nhóc nhà họ Nguyên kia, nếu cậu còn lên tiếng chen ngang nữa, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nguyên Vĩnh Phát càng tức giận hơn, anh ta hung hăng nhìn Đường Tuấn, thầm nghĩ, tôi ngược lại muốn xem anh còn có thể nói ra thứ gì nữa đây. Lúc này Đường Tuấn mới nói tiếp, loại trừ luồng khí màu xám này thì tổng cộng có mấy loại phương pháp, hóa, dung, bài, thanh. Mà đồ ngư long thức thứ ba ngư hóa long chính là một loại thủ đoạn bài. Lúc này... Có trưởng lão hỏi, ngư hóa long tôi cũng đã luyện thành, nhưng tôi vẫn cho rằng thức này thuộc về hóa tự quyết. Đường Tuấn lắc đầu, nói, hóa tự quyết chỉ là biểu hiện, các người hãy xem đi. Chương 2403, thằng khốn này, cậu thì biết cái gì? Ngoặc kép. Lúc nói chuyện, Đường Tuấn ném ra hơn 10 đạo ánh bạc. Những ánh bạc nhanh chóng tạo thành một con cá lớn chuyển đổi thành rồng. Đường Tuấn khống chế pháp lực phát ra, tốc độ chuyển hóa chậm hơn rất nhiều. Chỉ thấy trong quá trình đồ hóa long, một luồng khí lưu trong cơ thể cá đã bị bài ra ngoài, sau đó có một luồng khí lưu mới tiến vào. Lại vẫn còn có thể như vậy được. Đông đảo trưởng lão xem xong, đồng thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, có chút khiếp sợ không nói được gì. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thức thứ ba đồ hóa long còn có thể triển khai như vậy. Loại biến hóa này cũng thật bá đạo, tuy rằng yêu cầu cảnh giới không cao. Nhưng ở pháp lực tinh thuần cùng nghiên cứu linh hồn thì hai phương diện này lại gần như đạt tới cực hạn đồng cảnh. Một số trưởng lão không thể chờ đợi được nữa đã thử nghiệm lên, nhưng tất cả đều thất bại. Ngay cả Nguyên Bằng cũng âm thầm thí nghiệm, nhưng cũng đều thất bại. Có điều nếu dựa theo phương pháp này không ngừng thử nghiệm xuống, trình độ tinh thuần pháp lực của tôi có thể tăng lên không ít, hơn nữa đối với nghiên cứu linh hồn cũng có thể đạt tới một đẳng cấp khác. Tuy rằng Nguyên Bằng thất bại, nhưng ông ta chợt hiểu được phương pháp này cũng không phải là vô dụng, mà là biến tướng cung cấp một loại phương pháp tăng độ tinh khiết của pháp lực. Phương pháp này cho dù ở trong các thánh địa gần như đều là tuyệt học chấn phái, so với đồ ngư long thì không biết quý giá hơn bao nhiêu lần. Sắc mặt của những trưởng lão khác cũng khẽ thay đổi, hiển nhiên là cũng nghĩ thông suốt những thứ này. Thật sự là hổ thẹn, nếu như 10 năm trước ông ta được nghe những thứ này, thì có lẽ đã sớm đạt tới cấp 7 rồi. Không ít trưởng lão sảnh trong ở lại lục phẩm thượng giai nhiều năm thầm nghĩ trong lòng. Ngược lại thì Nguyên Vĩnh Phát cùng các đệ tử khác đều nhíu mày, thậm chí bọn họ có chút cười nhạo không thôi, trong lòng họ cảm thấy phương pháp này của Đường Tuấn vốn là vô bổ. Phải biết rằng pháp lực tinh thuần muốn đạt tới cực hạn đồng cảnh, thì rất khó. Trong 10 vạn người tu hành chỉ sợ ngay cả một người cũng không có. Chờ anh nói xong, thì tôi lại đề nghị, đến lúc đó coi anh xuống đài như thế nào. Trong lòng Nguyên Vĩnh Phát thầm nghĩ, cảm thấy anh ta thật sự là thiên tài. Sau khi đồ long ngư, sẽ thuận tiện dùng hơi trong thân rồng cắn nuốt sạch sẽ dòng khí màu xám. Đường Tuấn hơi suy nghĩ, con rồng bạc kia đã bay vào trong linh hồn, lấy khí lưu màu xám từng chút nuốt sạch, sau đó thông qua long thể bài ra ngoài cơ thể. Dòng khí màu xám vừa xuất hiện trong không khí đã tiêu tan không còn hình bóng. Đường Tuấn trị liệu xong, đệ tử kia đã tỉnh táo lại. Tư chất tu hành giống như tăng lên gần 2 cấp bậc. Trong đại điện yên lặng một lúc, Đường Tuấn đã nói rất kỹ, nhưng kể cả ông lão Đan Thanh cũng biết ông ta hoàn toàn không làm được như Đường Tuấn.
Trưởng lão sảnh trong phần lớn đều có sức mạnh cảnh giới hợp thể, động hư cảnh cũng có không ít, khi bọn họ trị liệu gần như đều là dùng lực phá pháp, mạnh mẽ trục xuất dòng khí màu xám. Mà phương pháp trị liệu của Đường Tuấn càng tinh tế, đương nhiên yêu cầu đối với bác sĩ cũng cao hơn. Đợi đến khi Đường Tuấn chữa trị xong tất cả bệnh nhân, ông lão Đan Thanh mới thở dài, ngay cả Nguyên Bằng cũng không nói gì. Ha ha ha, anh ta nói phương pháp này hoàn toàn không được, rõ ràng là đang giấu làm của riêng. Cụ tổ, vẫn là khám xét đi, bằng không anh ta sẽ không nói thật. Nguyên Vĩnh Phát đắc ý nói. Câm miệng. Ai biết Nguyên Vĩnh Phát vừa nói xong, sắc mặt của Nguyên Bằng đã u ám quát, thằng khốn này, cậu thì biết cái gì? Ngoặc kép. Chương 2404 nếu cậu có ý định, tôi có thể kết nối giúp cậu. Không chỉ Nguyên Bằng, mà ngay cả các trưởng lão sảnh trong khác cũng tỏ thái độ thù địch với Nguyên Vĩnh Phát. Tên này cái gì cũng không hiểu, còn dám nói lung tung. Những gì Đường Tuấn nói hôm nay tương đương với việc chỉ cho bọn họ một con đường khác, hơn nữa con đường này đã rất rõ ràng. Chỉ cần dọc theo phương hướng này không ngừng thử nghiệm, thì ít nhất đều có thể đạt tới cấp 7. Hơn nữa cũng có thể giải quyết vấn đề sức chiến đấu thấp của bác sĩ. Cụ tổ, Nguyên Vĩnh Phát sửng sốt. Ông lão Đan Thanh đứng dậy, nói, lần này sảnh trong khảo hạch dược đường là số 1, các vị không có ý kiến chứ? Ngoặc kép. Không có. Nếu như anh dược không phải là số 1, vậy độc cô cung chúng ta nhiều trưởng lão như vậy chẳng phải đều sống vô ích sao? Anh dược hoàn toàn xứng đáng. Rất nhiều trưởng lão nhao nhao nói. Lần này ngay cả Nguyên Bằng cũng không nói nhiều, thậm chí ánh mắt ông ta nhìn về phía Đường Tuấn cũng mang theo một tia tán thưởng. Đột nhiên trong lòng Nguyên Vĩnh Phát phát hiện ra cái gì đó không đúng. Còn trên mặt Mộ Thanh thì lộ ra vẻ vui mừng, anh dược quả nhiên là lợi hại nhất. Vừa rồi anh dược giải thích một phen cũng coi như là lỗi của cậu ta trộm học đồ Ngư Long, hiện giờ cậu ta đã là trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung chúng ta, nên cũng có tư cách học tập đồ Ngư Long. Cho nên hình phạt đối với anh dược thì coi như thôi. Ông lão Đan Thanh nói. Không có sự phản đối nào. Ông lão Đan Thanh nói tiếp, vậy lần này việc khảo hạch trưởng lão sảnh trong chính thức chấm dứt. Dược đường, đây là lệnh bài của trưởng lão sảnh trong chúng ta. Ngoài ra, trưởng lão sảnh trong còn có một ít quyền lực khác, chờ lát nữa sẽ để Mộ Thanh nói tỉ mỉ cho cậu. Lần này ông lão Đan Thanh đã thấy được thiên phú của Đường Tuấn, nên ông ta cũng không phản đối Mộ Thanh tiếp cận Đường Tuấn nữa. Dù sao thiên phú của Đường Tuấn so với Mộ Thanh còn mạnh hơn nhiều. Cho dù Cổ Thiên Thanh năm đó, cũng chỉ có như thế. Ông lão Đan Thanh thở dài trong lòng nói. Ông lão Đan Thanh vừa tuyên bố chấm dứt, đông đảo trưởng lão trong ngoài điện đã vào tới bên cạnh Đường Tuấn. Dược đường, nếu rảnh rỗi đến nhà hộ cổ làm khách ha. Dược đường, cháu gái nhà tôi năm nay 18 tuổi, tuy rằng thiên phú sao ra còn kém cậu, nhưng ngoại hình thì rất xuất sắc. Nếu cậu có ý định, tôi có thể kết nối giúp cậu. Ông hứa, cháu gái nhà ông xinh đẹp bằng cháu gái nhà tôi sao? Dược đường, cậu vẫn là nên đến nhà họ Tần tôi làm khách. Ngoặc kép. Một đám trưởng lão vây quanh Đường Tuấn, tư thế không nói một lời đã động thủ. Nguyên Vĩnh Phát nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, trưởng lão sảnh trong Độc Cô Cung tôn quý cỡ nào, hiện tại lại có dáng vẻ như vậy. Chương 2405 Dược đường, coi như là tôi cầu xin cậu. Dược đường, bây giờ cậu đã là trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung chúng ta, dựa theo lệ thường, thì cậu có thể tiến vào tháp luyện hồn một lần. Đây là hướng dẫn về tháp luyện hồn, trước tiên cậu hãy xem thử, chờ khi nào cậu muốn tiến vào tháp luyện hồn thì nói với tôi một tiếng. Ông lão Đan Thanh ném cho Đường Tuấn một khối ngọc bài rồi rời đi ngay, ông ta còn thuận tiện mang Mộ Thanh đi. Đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, có người hâm mộ nói, dược đường, hồn lực của cậu bàn về trình độ tinh thuần ở trong cảnh giới hóa thần có thể xem như đứng đầu, nếu như bây giờ cậu lại tiến vào tháp luyện hồn rèn luyện, nói không chừng tương lai y học thật sự có thể đạt đến cấp 8. Ngoặc kép. Đường Tuấn ứng phó xong một đám trưởng lão rồi đi ra ngoài cung điện. Bên ngoài cung điện. Ánh mắt anh bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía ông lão đang đứng trước cung điện, người kia giống như đang chờ anh. Nguyên Bằng nhìn anh, cười nói, dược đường, biểu hiện lần này của cậu thật sự rất tốt. Trong cảnh giới hóa thần mà tôi quen biết, chỉ sợ chỉ có truyền nhân của một vài thánh địa hàng đầu ở tinh vực Kỳ Lân mới có thể so sánh được với cậu. Ngoặc kép. Nguyên Bằng nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Đường Tuấn, ông ta trêu chọc nói, cậu không cần khẩn trương đâu, nếu thật sự muốn giết cậu. Thì cậu cũng không sống được đến bây giờ.
Ngoặc kép. Ông cố ý chờ tôi ở chỗ này, còn có chuyện gì sao? Đường Tuấn hỏi, đối với Nguyên Bằng cùng nhà họ Nguyên, anh cũng không thích cho lắm. Nguyên Bằng bỗng nhiên nói, cậu hẳn là đã kiểm tra qua nội dung của tháp luyện hồn rồi. Đường Tuấn gật đầu. Tháp luyện hồn, là một tòa bảo tháp 7 tầng trong Độc Cô Cung, là một bảo vật do tổ sư sáng tạo phái Độc Cô Cung để lại. Đúng như tên gọi của nó, tháp luyện hồn chính là chuyên môn dùng để rèn luyện lực lượng linh hồn, hơn nữa chỉ có người tu hành dưới cảnh giới hợp thể mới có thể tiến vào. Một khi đạt tới cảnh giới hợp thể, thì cho dù trở thành trưởng lão sảnh trong, cũng không thể tiến vào. Đường Tuấn hiểu rất rõ, sở dĩ anh có thể chữa trị tốt thương thế linh hồn do táng hồn cốc tạo thành, là do Tiểu Thanh có tác dụng mấu chốt, lực lượng linh hồn chân chính của anh còn chưa đạt tới trình độ bác sĩ cấp 7. Điều này cũng làm cho Đường Tuấn càng thêm hiểu được châm cứu thần bí lấy được bên trong cung nguyệt thần bí cỡ nào, chỉ sợ so với công pháp trấn phái Độc Cô Cung còn lợi hại hơn rất nhiều. Nguyên Bằng nói, tôi muốn cùng cậu làm một giao dịch. Trong tầng thứ 7 của tháp luyện hồn có một vài thứ, nếu như cậu có thể leo lên tầng thứ 7 hơn nữa còn lấy được chúng, thì đem chúng giao cho tôi. Tôi có thể lấy 1.000 vạn linh thạch cực phẩm làm thù lao cho cậu. Đương nhiên, nếu mà cậu không lên được tầng thứ 7, nhà họ Nguyên tôi cũng sẽ lấy ra 100 vạn khối linh thạch cực phẩm cho cậu, xem như là bồi thường. Điều này đối với cậu mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đường Tuấn kinh ngạc. 1.000 vạn linh thạch cực phẩm. Bình thường toàn bộ dòng dõi của động hư cảnh, chỉ sợ cũng mới có những thứ này. Trong tháp luyện hồn cuối cùng là có cái gì, mà lại làm cho Nguyên Bằng để ý như vậy? Dường như ông ta đã nhìn thấu suy nghĩ của Đường Tuấn, Nguyên Bằng thở dài, nói, trong tháp luyện hồn đặt bảo vật mà năm đó tổ tiên của nhà họ Nguyên tôi sử dụng, cũng không phải quý trọng cỡ nào, nhưng đối với nhà họ Nguyên tôi thì có ý nghĩa đặc biệt. Tổ tiên vốn là muốn mượn đây để khích lệ thế hệ sau của nhà họ Nguyên, nhưng nhiều năm như vậy mà nhà họ Nguyên cũng không xuất hiện một đệ tử thành tài, để cho vật tổ tiên vẫn lưu lại trong tháp luyện hồn, đây là tội lỗi của tôi. Ông ta nhìn Đường Tuấn, ánh mắt đều hơi hồng nhuận, khàn khàn nói, Dược Đường, coi như là tôi cầu xin cậu. Nếu mà cậu cảm thấy 1.000 vạn linh thạch cực phẩm cũng không đủ, vậy thì 2.000 vạn. Nếu như không phải lúc trước anh đã gặp Nguyên Bằng một lần, biết cách làm người của ông ta, thì chỉ sợ Đường Tuấn thật sự sẽ bị cảm động, mà đồng ý với đề nghị của Nguyên Bằng rồi. Dù sao chuyện này nghe có vẻ cũng không có tổn thất gì đối với anh. Chương 2406, Nguyên Bằng, có chuyện gì mà lại gọi ta? Tôi không thể đồng ý, Đường Tuấn nói. Vẻ mặt của Nguyên Bằng đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nói cậu xác định là không đồng ý sao? Tôi chính là đại trưởng lão sảnh trong, chỉ có yêu cầu nho nhỏ này, mà cậu cũng không thể đồng ý. Có phải là không nể mặt tôi rồi hay sao hả? Đường Tuấn thấy thế, càng thêm cảm thấy có vấn đề, anh kiên định nói, xin lỗi nhưng tôi không thể đồng ý. Nhà họ Nguyên nhân tài đông đúc như vậy, nói không chừng qua vài năm nữa đời sau cũng có thể xuất hiện người lên được đỉnh tháp luyện hồn, đến lúc đó lấy lại vật tổ tiên nhà họ Nguyên để lại là được, hơn nữa còn không cần phải trả bất cứ cái giá nào. Trong ánh mắt Nguyên Bằng mang theo tức giận cùng sát ý, cuối cùng ông ta hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi. Đường Tuấn lắc đầu, Nguyên Bằng này thật đúng là dối trá, sau khi biết anh không có khả năng đồng ý ông ta thì lập tức trở mặt. Nguyên Bằng trở lại nhà họ Nguyên với sắc mặt âm trầm, Nguyên Vĩnh Phát ở cửa chờ ông ta, anh ta thấy thế nhịn không được nói, cụ tổ, ông cầu anh ta làm cái gì? Anh ta cũng không nhất định là có thể leo lên tầng 7 tháp luyện hồn. Bốp! Nguyên Bằng vốn tâm tình rất kém cỏi, một cái tát trực tiếp đập tới, ông ta giận dữ nói, vậy cậu thì có thể sao? Năm đó tôi phải trả cái giá lớn như vậy để cho cậu tiến vào tháp luyện hồn, nhưng cậu mới leo lên được tầng 3, cũng không biết xấu hổ còn nói. Ngoại trừ việc sau khi trở thành trưởng lão sảnh trong ở cảnh giới hóa thần có tư cách tiến vào tháp luyện hồn một lần ra, cũng có một ít phương pháp khác có thể tiến vào tháp luyện hồn, ví dụ như vì môn phái cống hiến hoặc dâng lên một ít bảo vật. Năm đó Nguyên Vĩnh Phát được kỳ vọng rất lớn. Thậm chí Nguyên Bằng còn dùng bảo vật giá trị mấy ngàn vạn linh thạch cực phẩm để vì anh ta đổi lấy một lần tiến vào tháp luyện hồn. Ban đầu Nguyên Bằng nghĩ có thể lấy lại những thứ kia, không nghĩ tới Nguyên Vĩnh Phát chỉ lên đến tầng thứ 3. Cái này tương đương với việc mấy ngàn vạn linh thạch cực phẩm bị đổ xuống sông xuống biển, Nguyên Bằng làm sao có thể không tức giận được đây. Nguyên Vĩnh Phát nhất thời không dám nói chuyện, tuy rằng anh ta không biết trong tầng 7 tháp luyện hồn có bảo vật gì, nhưng nghĩ đến những thứ kia khẳng định rất trọng yếu. Nguyên Bằng không cam lòng,
Ông ta thầm nghĩ, ban đầu ông ta cho rằng Dược Đường không biết trong tầng 7 tháp luyện hồn có gì, nên muốn mượn chuyện này để lừa gạt anh, để cho anh lập thề ước, cho dù sau này biết cũng không có cách nào đổi ý, nhưng ông ta không nghĩ tới anh lại có thể chịu được hấp dẫn. Có điều đó cũng là bình thường, dù sao lúc trước ông ta đã nói qua với anh. Vấn đề này phải được tính toán từ đầu, ngoặc kép. Nguyên Bằng nói với Nguyên Vĩnh Phát, tôi muốn được yên tĩnh, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy tôi. Nguyên Bằng một mình tiến vào một gian tĩnh thất, cửa tĩnh thất đóng lại, xung quanh ngăn cách hơn 10 trận pháp khởi động. Nguyên Bằng lúc này mới lấy ra một nén hương, ông ta châm lên, sương khói nhàn nhạt lượn lờ trong tĩnh thất. Chẳng bao lâu, những làn khói này được ngưng tụ thành một ảnh chân dung với mặt nạ đầu trâu. Nguyên Bằng, có chuyện gì mà lại gọi ta? Mặt nạ đầu trâu trầm giọng nói. Nguyên Bằng nói, đặc sứ, kế hoạch có chút thay đổi. Ông ta đại khái kể lại chuyện khảo hạch của sảnh trong một lần nữa. Mặt nạ đầu trâu hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ trong tĩnh thất dường như đã thấp hơn rất nhiều, tức giận nói, tên phế vật này, ông thì có ích lợi gì? Chờ, tôi 10 ngày nữa là có thể đến Độc Cô Cung rồi. Chương 2407, lẽ nào Phụ Hoàng muốn lôi kéo anh Dược? Mặc kệ là gỗ hồn nguyên hay chìa khóa dính tới kho tàng thần bí của thần quân Chu Tước, tất cả đối với anh đều có sự cứu giúp rất lớn. Cậu tính lúc nào bước lên tháp luyện hồn? Ông lão Đan Thanh hỏi. Đường Tuấn suy nghĩ trong chốc lát nói, 3 ngày sau đi. Ông lão Đan Thanh gật đầu, sau đó lập tức biến mất. Trong cung chỉ còn sót lại hai người Đường Tuấn và Mộ Thanh. Mộ Thanh nhìn về phía ánh mắt có chút né tránh của Đường Tuấn, trái tim cô càng đập thình thịch rối loạn, trong đầu của cô nhớ tới lời ông lão Đan Thanh lúc trước đã nói với cô, nếu như con thích Dược Đường thì hãy nghĩ cách nắm chặt cậu ta bên cạnh con. Thiên phú của cậu ta cho dù nhìn hết tinh vực Chu Tước cũng được xem như không tệ lắm. Sau này con tiếp quản Độc Cô Cung, có sự giúp đỡ của cậu ta cũng yên tâm hơn nhiều. Không biết anh Dược lấy vợ hay chưa? Mộ Thanh thầm nghĩ trong lòng, cô ấy vô cùng thấp thỏm. Tin tức 3 ngày sau Đường Tuấn sẽ bước lên tháp luyện hồn rất nhanh đã truyền khắp Độc Cô Cung, không chỉ như vậy, ngay cả Ly Thanh Trần đang xử lý triều chính trong cung cũng biết. Thanh Trần, không ngờ y sư dưới tay con này tuyệt vời như vậy, anh ta thật sự được đặc cách trở thành trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung. Trong cung hoàng triều, thần đế nói với Ly Thanh Trần. Vẻ mặt Ly Thanh Trần cũng mừng rỡ nói, y thuật của anh Dược quả thật rất lợi hại. Anh ta thầm nghĩ, nếu như tin tức anh Dược có thể cải tạo cơ thể bình thường thành linh thể truyền đi, chỉ sợ Phụ Hoàng cũng sẽ xem anh Dược là khách quý chăng, thậm chí một y ngay cả thánh địa hàng đầu của tinh vực Kỳ Lộc cũng sẽ tới cướp người. Thần đế nhìn dáng vẻ của Ly Thanh Trần, khẽ nhíu mày nói, chẳng qua con có lẽ phải chú ý giữ khoảng cách với anh ta, sau này con sẽ trở thành thần đế, mà anh ta cuối cùng chỉ là một y sư, giữa quân thần không thể rối loạn. Hơn nữa con nói với anh ta, nếu như lần này anh ta có thể thành công bước lên tầng thứ 7 của tháp luyện hồn, giao thứ trong tầng thứ 7 cho Hoàng Triều, ta có thể phong cho anh ta làm công tước hạng nhất. Ly Thanh Trần hết sức kinh ngạc. Công tước hạng nhất gần như đều là lập công lao lớn cho Hoàng Triều hay con cháu đích tôn của Hoàng Triều mới có tư cách đảm nhiệm. Ly Thanh Trần thầm nói, lẽ nào Phụ Hoàng muốn lôi kéo anh Dược? Anh vốn dĩ không biết trong tầng thứ 7 của tháp luyện hồn có gỗ hồn nguyên và chìa khóa kho tàng của thần quân Chu Tước, nếu như biết chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy thần đế là đang nói chuyện viễn vông. Chìa khóa kho tàng thần quân Chu Tước cho dù dùng nửa thần triều Chu Tước để đổi cũng đủ, chỉ là một công tước hạng nhất thì đáng là gì? Ly Thanh Trần trở về trong phủ, truyền tin tức này cho Đường Tuấn. Đường Tuấn chỉ cười mà không nói trước chuyện này, anh đương nhiên không thể đồng ý. Lấy thân phận của thần đế, ông ta khẳng định biết trong tầng thứ 7 tháp luyện hồn có món gì, nhưng ông ta vẫn nói những lời này ra, hiển nhiên là muốn xem Đường Tuấn là thứ rác rưởi dễ làm thịt. Thời gian 3 ngày nhanh chóng qua đi. Dưới sự dẫn dắt của Mộ Thanh và ông lão Đan Thanh, Đường Tuấn đi theo tới trước mặt một tòa tháp 7 tầng. Tòa bảo tháp này cao mấy trăm mét, toàn thân là ngọc lưu ly, chỉ cần dùng mắt thường quan sát cũng khiến cho người ta có một loại ảo giác say đắm. Lần này chỉ có mấy trưởng lão sảnh trong đến quan sát. Dù sao bước lên tháp luyện hồn chỉ là việc nhỏ, còn chưa thể kinh động cả Độc Cô Cung. Những trưởng lão sảnh trong này đều là đại diện đến từ mỗi thế gia, bọn họ đều muốn ngay lập tức truyền lại tin tức này. Chương 2408 tựa như hiểu ra điều gì đó. Thời gian leo lên tháp luyện hồn không có giới hạn, nhưng cậu nhất định đừng đột phá trong đó,
nếu không một khi đột phá đến cảnh giới hợp thể sẽ bị tháp luyện hồn đuổi ra. Nếu như cậu muốn rời tháp thì hãy suy nghĩ trong đầu, tháp luyện hồn sẽ đưa cậu ra ngoài. Ông lão đan thanh nhắc nhở. Lúc nói chuyện, hai tay ông ta đánh ra mấy vệt sáng. Tất cả những tia sáng rực rỡ đều đi vào trong tháp luyện hồn, ầm vang một tiếng, cửa lớn tháp luyện hồn mở ra. Đường Tuấn gật gù, sau đó vọt vào trong tháp luyện hồn. Vừa tiến vào trong tháp, Đường Tuấn đã phát hiện không gian trong tháp cực kỳ rộng lớn, chu vi tới mấy cây số. Ở bốn vách tường của tháp là một cầu thang vòng tròn, có thể đi lên tầng trên. Không gian tuy rằng rộng lớn, nhưng lại không có bất cứ thứ gì. Đường Tuấn đã biết một vài chuyện về tháp luyện hồn từ chỗ Mộ Thanh trước đây rồi, cho nên ánh mắt anh trực tiếp nhìn về phía đỉnh chóp của tầng này. Đỉnh chóp là một tảng đá bằng ngọc lớn màu trắng, trên đá ngọc có khắc vô số đường nét. Những đường nét này đang chuyển động, mỗi giờ mỗi phút đều tạo thành hình vẽ khác nhau. Những hình vẽ này có vài cái là có quy tắc, có thể thấy được hình dạng, có vài cái lại tán loạn không có trật tự, giống như bức vẽ linh tinh của trẻ con. Bắt đầu đi, Đường Tuấn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, anh dùng hồn lực quan sát những đường nét này. Trong tầng thứ nhất của tháp luyện hồn, Đường Tuấn hoàn toàn thả lỏng tinh thần, bản thể linh hồn của anh lơ lửng trên đỉnh đầu. Một sinh vật màu xanh nhạt giống như rồng quấn quanh cánh tay trái của bản thể linh hồn, ánh sáng xanh nhàn nhạt hòa nhập vào trong bản thể linh hồn. Ánh sáng xanh vừa dung hòa vào bản thể linh hồn, Đường Tuấn liền cảm nhận được bản thể linh hồn trở nên tinh sạch thuần khiết không ít. Tháp luyện hồn là vật cực quý giá đối với linh hồn, có thể hoàn toàn ngăn cách khỏi sự điều tra của thế giới bên ngoài. Cho nên lúc này Đường Tuấn cũng chẳng cần cố kiềm chế khí tức của Tiểu Thanh. Tuy rằng đã sớm biết được năng lực của Tiểu Thanh, nhưng Đường Tuấn vẫn kinh hãi không thôi. Có Tiểu Thanh ở đây, anh cũng không cần dốc sức tu luyện, bước vào cảnh giới linh hồn cấp 7 hay thậm chí là cấp 8 chỉ là chuyện sớm muộn. Sau khi hoàn toàn ổn định tinh thần, bản thể linh hồn của Đường Tuấn mới tập trung tư tưởng nhìn những đường nét của ngọc thạch trên đỉnh đầu. Đường nét không ngừng biến hóa, thứ tạo thành đường nét chính là nhiều điểm sáng, những điểm sáng này cũng thuận theo đó mà không ngừng nhấp nháy. Dường như đây là một cách thức tôi luyện linh hồn. Đường Tuấn nhìn rất lâu, trong đầu đột nhiên lóe sáng, tựa như hiểu ra điều gì đó. Những điểm sáng nhấp nháy kia tương ứng với mỗi một huyệt khiếu trên bản thể linh hồn, đường nét là con đường vận khí. Hiểu được điều này, trong lòng Đường Tuấn không còn nghi ngờ gì nữa. Ý nghĩ vừa lóe lên, ánh sáng xanh phát ra từ Tiểu Thanh cũng theo đó mà biến hóa. Ánh sáng xanh của Tiểu Thanh có hiệu quả xoa dịu bản thể linh hồn rất thần kỳ, Đường Tuấn vốn dĩ không biết sử dụng như thế nào. Chỉ có thể mặc cho nó bồi dưỡng cho bản thể linh hồn. Mà hiện tại cách thức tôi luyện linh hồn này đã cho anh có thêm một phương pháp khác. Giống như một đứa trẻ nhỏ nắm trong tay thần binh, vốn chỉ biết chém lung tung theo bản năng, mà giờ đây có người cho nó một cuốn bí tịch. Vậy thì tác dụng được phát huy cùng với hiệu quả sử dụng của thần binh đương nhiên tăng lên rất nhiều. Ánh sáng xanh vận hành trong bản thể linh hồn theo ý nghĩ của Đường Tuấn. Nếu như nói lúc trước một phần ánh sáng xanh chỉ có thể gia tăng 0.1 phần hồn lực, vậy giờ đây một phần ánh sáng xanh đã có thể gia tăng một phần hồn lực, hiệu quả sử dụng tăng gấp 10 lần. Bên ngoài tháp luyện hồn, ông lão Đan Thanh, Mộ Thanh và còn vài trưởng lão sảnh trong đang chờ đợi. Có trưởng lão nói, thánh nữ Mộ Thanh, tôi nhớ lúc đó cô chỉ mất một ngày đã thông qua tầng thứ nhất của tháp luyện hồn, là thành tích tốt nhất trong ngàn năm trở lại đây của Độc Cô Cung, e là lần này dược đường sắp phá kỷ của cô rồi. Chương 2409 mấy trưởng lão đều thầm than trong lòng. Mộ Thanh chẳng hề để ý, cười nói, anh dược có thiên phú hơn tôi, phá kỷ lục là chuyện bình thường. Những trưởng lão khác cũng gật gật đầu, thầm nhủ trong lòng, xem ra quả nhiên thánh nữ và dược đường có chuyện mờ ám. Ông lão Đan Thanh nói, dựa vào thiên phú của cậu ta, phá kỷ lục quả thực không khó. Chỉ là không biết phải mất bao nhiêu thời gian để thông qua tầng thứ nhất. Muốn thông qua tầng thứ nhất, cần phải ngộ ra phương pháp luyện hồn thuộc về riêng mình từ những đường nét kia. Cách thức mà mỗi người ngộ ra đều không giống nhau, điều đó cũng quyết định hiệu quả luyện hồn. Có trưởng lão trầm ngâm nói, dựa vào thiên phú của dược đường, chắc khoảng chừng nửa ngày thôi. Những trưởng lão khách cũng gật đầu đồng ý, thông qua tầng thứ nhất với thời gian nửa ngày, trong lịch sử của Độc Cô Cung coi như không tồi rồi. Rất nhanh sau đó, thời gian nửa ngày đã trôi qua, Đường Tuấn vẫn chưa thông qua tầng thứ nhất. Thời gian một ngày đã qua đi, Đường Tuấn vẫn chưa thông qua tầng thứ nhất. Xem ra chúng ta hơi đánh giá cao cậu ta rồi.
nói không chừng cậu ta chỉ có thiên phú trong việc tu hành đồ ngư long mà thôi. Xem ra kỷ lục của thánh nữ được bảo toàn rồi. Mấy vị trưởng lão cười ái ngại. Trong lòng Mộ Thanh chợt căng thẳng, tầng thứ nhất của tháp luyện hồn là đơn giản nhất, thời gian phải tiêu tốn đương nhiên cũng ngắn nhất, nếu như Đường Tuấn mất quá nhiều thời gian ở tầng thứ nhất, vậy thời gian tiêu tốn ở phía sau sẽ càng dài hơn. 3 ngày sau, tầng thứ nhất của tháp luyện hồn mới tỏa hào quang. Vậy mà mất 3 ngày mới thông qua tầng thứ nhất, dược đường này thật là... Tôi nhớ rõ lúc đó Thu Linh và Minh Anh chỉ cần 2 ngày là thông qua tầng thứ nhất, xem ra chúng ta đã đánh giá cao cậu ta rồi. May mà tôi không giới thiệu cháu gái cho cậu ta, nếu không thì thiệt lớn rồi. Mấy trưởng lão đều thầm than trong lòng. Mộ Thanh lộ rõ sắc mặt lo âu, bàn tay nhỏ lặng im nắm thật chặt. Cô cũng không nghĩ tới Đường Tuấn dùng nhiều thời gian như vậy mới thông qua tầng thứ nhất. Tuy rằng ông lão Đan Thanh không nói gì, nhưng trong mắt lại ngầm giấu vẻ thất vọng. Mà tin tức này cũng nhanh chóng truyền đi. Nhà họ Nguyên. Chương 2410, có gì đáng xem đâu. Nguyên Bằng cười ha hả, nói tôi còn tưởng cậu ta có bản lĩnh đến đâu kia, bây giờ xem ra tôi đánh giá cao cậu ta rồi. Vậy mà tốn mất 3 ngày trong tầng thứ nhất của tháp luyện hồn, đúng là làm người ta buồn cười chết mất. Nguyên Vĩnh Phát phía dưới cũng cười khinh miệt. Lúc trước anh ta thông qua tầng thứ nhất tháp luyện hồn cũng chỉ mất thời gian 1 ngày rưỡi. Trong hoàng cung thần triều Chu Tước, thần đế Ly Hoàng đang trao đổi với mấy đại thần, ông ta đột nhiên nhíu mày. Bệ hạ, có đại thần chú ý đến vẻ mặt của ông ta, vội vàng hỏi. Ly Hoàng xua tay, nói trong lòng, tôi vốn cho rằng cậu là tài năng có thể bồi dưỡng, bây giờ xem ra là tôi nhìn nhầm rồi. Có điều ông ta không hề để trong lòng, ngày dài tháng rộng. Đôi lúc ông ta cũng sẽ nhìn nhầm, Đường Tuấn chẳng qua chỉ là phong cảnh bên đường ông ta đi qua mà thôi. Mà trong tháp luyện hồn, Đường Tuấn mở bừng mắt, thở phào một hơi, nói cuối cùng cũng xem như lĩnh ngộ được cách thức tôi luyện linh hồn của tầng thứ nhất rồi. Vậy mà dùng tới 3 ngày, đúng là hơi lâu. Đường Tuấn đi tới lối vào cầu thang hình vòng lên tầng thứ hai, lập tức cảm nhận được một cỗ lực cản. Anh khẽ nhíu mày, nói lầm bầm, cỗ lực cản này yếu thật. Anh vốn cho rằng bản thân mình cần phải lĩnh ngộ được toàn bộ cách thức tôi luyện linh hồn trong tầng thứ nhất mới được, vì vậy anh mất thời gian 3 ngày ngộ ra tổng cộng 10 cách thức tôi luyện linh hồn, rồi mới tới thử tiến vào tầng thứ hai. Nhưng mà bây giờ anh mới phát hiện bản thân mình đã nhầm tai hại, dựa theo mức độ của cỗ lực cản này, cho dù anh chỉ ngộ ra cách thức yếu nhất cũng có thể dễ dàng thông qua. Mà để ngộ ra cách thức yếu nhất, anh chỉ cần dùng 1 tiếng đồng hồ. Cũng chính là nói vốn dĩ cần 1 tiếng đồng hồ là có thể thông qua tầng thứ nhất, bây giờ lại mất tận 3 ngày. Đường Tuấn cười tự giễu một tiếng, chuyện này trong tư liệu mà Mộ Thanh và ông lão Đan Thanh đưa cho anh không hề nói rõ, mà anh đắm chìm trong tu luyện lại không thử tiến vào tầng thứ hai, cho nên mới mất nhiều thời gian như thế. Có điều Đường Tuấn không hề hối hận, chỉ có thể vào tháp luyện hồn 1 lần duy nhất, có thể ngộ ra 1 vài cách thức tất nhiên sẽ tốt hơn. Hơn nữa cho dù ngộ ra cách thức yếu nhất, thông qua tầng thứ nhất trong 1 tiếng đồng hồ thì có ý nghĩa gì chứ, nói không chừng còn cản trở việc tu hành về sau. Đường Tuấn đoán không sai. Dường như những học trò trong Độc Cô Cung có thể tiến vào tháp luyện hồn đều cầu mau chóng, hơn nữa có sự căn dặn của trưởng bối trong tộc hoặc thầy dạy, đều biết được chỉ cần ngộ ra 1 cách thức thì có thể thông qua tầng thứ nhất, rất ít người lãng phí thời gian tìm hiểu nhiều cách thức. Chỉ là ý nghĩ vừa lóe lên, bản thể linh hồn liền phá vỡ lực cản kia. Cả người Đường Tuấn tiến vào cầu thang hình vòng. Mà lúc này, vừa hay các trưởng lão sảnh trong nhìn thấy ánh hào quang tầng thứ nhất tỏa sáng, đại biểu cho việc Đường Tuấn tiến vào tầng thứ hai. Có gì đáng xem đâu. Mấy trưởng lão đều mất đi hứng thú. Nếu như nói Đường Tuấn tiến vào trong tháp luyện hồn đáng để bọn họ kết giao, vậy thì Đường Tuấn ngay lúc này trong mắt họ tiêu tan mất rồi. Thời gian 3 ngày thông qua tầng thứ nhất, quá bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2410.